Vừa qua, ngày 14 tháng 1, công ty cổ phần Tôn Đông Á đã triển khai chương trình quay số trúng thưởng, tích điểm đổi quà, xế hộp về nhà với nhiều giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị lên đến gần 3,5 tỷ đồng. Đây cũng là một trong những hoạt động thể hiện tri ân sâu sắc của Tôn Đông Á dành riêng cho khách hàng của mình trước thềm năm mới. Chương trình phát động từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, nhận được rất nhiều sự hưởng ứng của khách hàng, trong đó có 434 khách hàng đủ điều kiện tham gia với tổng 1.529 mã dự thưởng hợp lệ. Thực hiện tiêu chí minh bạch, công bằng cho tất cả

Chương trình quay số trúng thưởng đã được tổ chức thông qua phần mềm kỹ thuật số dưới sự giám sát của đại diện Cục Xuất Tiến Thương mại, Bộ Công Thương, đại diện Cục Thuế tỉnh Bình Dương, đại diện khách hàng và đã tìm ra chủ nhân của 43 giải thưởng hấp dẫn và giá trị. Trong năm 2023, chiến lược trọng tâm của Tô Đông Á là mở rộng kênh phân phối nội địa và xuất khẩu, tích cực tập trung vận hành các di chuyển sản xuất, sản phẩm thép mạ có giá trị gia tăng, đa dạng hóa dạy sản phẩm và hoạt động kinh doanh tiếp tục nghiên cứu đầu tư nâng cấp dây chuyền vào nửa cuối năm 2023 củng cố vị thế của tôn đông á tại các phân khúc tiêu thụ xây dựng dân dụng và dự án